Bung Sen Việt Nam xin chào quý anh chị. Hôm nay Thành rất vui được dẫn quý anh chị tới thăm kho của Bung Sen Việt Nam để giới thiệu với anh chị các loại than nhôm nổi bật nhất của Bung Sen. Các anh chị sẽ biết được tại sao than nhôm Bung Sen được mệnh danh là những chiếc than vững nhất hiện nay trên thị trường. Đầu tiên xin giới thiệu với anh chị dòng than rút chữ A cao cấp của Bung Sen, đó là dòng than PS từ 43 tới 53. Đây là một dòng than cực kỳ chắc chắn, nồi đồng cối đá và độ vững vàng của nó thì rất cao. Chất lượng gia công có thể nói là tốt nhất trên thị trường, sử dụng loại hợp kim nhôm dày 7,5 ly và có thể nói là mua một lần xài cả đời. Than có thể được dùng ở dạng chữ A, dạng chữ Y hay là dạng chân cao chân thấp, sử dụng được trên nhiều địa hình khác nhau như là trên cầu thang, nhà mái vòm hay là địa hình lồi lõm. Tiếp theo xin giới thiệu với anh chị loại than nhôm thẳng của Bung Sen. Đây, anh chị có thể thấy đây là một loại than cũng được làm bằng hộp kim nhôm cao cấp của Bung Sen, rất cứng chắc, chịu lực lên tới 150 kg. Điểm rất đáng giá của chiếc than này đó là chân than được gắn khớp xoay linh động, giúp cho chúng ta có thể điều chỉnh góc nghiêng theo ý muốn, giúp than có thể chống trượt ngay cả trên sàn gạch bông, sàn đá hoa cương hay là sân vườn ẩm ướt, và chúng ta hoàn toàn không phải lo về chuyện là than bị trượt. Tiếp theo xin giới thiệu dòng than mới của Bung Sen, đó là dòng than A. Đây là một dòng than có giá cả rất là dễ chịu, trọng lượng nó rất là nhẹ. Đây các bạn có thể thấy, mình có thể bưng nó bằng một tay. Dòng than này được tối giản so với than PS để giảm trọng lượng cũng như là giảm giá thành. Than không được bọc nhựa các khớp nhưng mà độ cứng thì được đảm bảo và độ chắc chắn và độ an toàn cực cao và rất nhẹ nhàng để mang vác. Than làm bằng hợp kim nhôm chống oxy hóa, chống rỉ, chống hoen màu, không dễ dàng hư hỏng như các than nhôm thông thường khác, giúp bạn hoàn toàn có thể sử dụng thoải mái ở những điều kiện thời tiết khác nhau. Tiếp theo đó chính là than nhôm trượt. Đó là một loại than nhôm mà chiều cao có thể thay đổi dễ dàng. Bạn có thể kéo nó lên rất là cao, hoặc là bạn có thể hạ nó xuống gọn gàng để mà chúng ta có thể di chuyển một cách dễ dàng. Đây là một loại than chuyên nghiệp, hữu ích đối với những công việc sửa chữa hay là lắp đặt các đồ dùng ở những vị trí cao và cần phải thường xuyên thay đổi chiều cao than. Than có thể thay đổi chiều cao một cách nhanh chóng chỉ bằng thao tác kéo dây mà thôi. Than có hai chiếc lẫy thông minh sẽ khóa lại chiều cao của than khi mà vừa ý của chúng ta. Than được làm từ hộp kim nhôm cao cấp, hạn chế oxy hóa và có thể sử dụng được rất bền bỉ trong nhiều năm. Và cuối cùng xin giới thiệu với anh chị than nhôm bàn của Bung Sen. Đây là một loại than được sử dụng nhiều trong gia đình, các công trình xây dựng. Đối với những công việc cần di chuyển qua lại nhiều như là sơn nhà, lau dọn nhà cửa, đặc biệt là phụ nữ cũng có thể sử dụng nó một cách thoải mái, bởi vì nó rất là nhẹ và nó không tạo cảm giác sợ độ cao giống như là những cái than khác. Có thể sử dụng như một dàn giáo thu nhỏ, người dùng có thể đứng hai chân lên trên than di chuyển một cách thoải mái trong một thời gian dài. Than nhôm bàn Bung Sen được thiết kế thông minh với chốt khóa tự động và chân than có thể thay đổi chiều cao được. Chính vì vậy, than có thể được sử dụng ở trên cầu thang, trên bề đỡ dàn giáo hoặc những nơi gồ ghề không bằng phẳng, và tải trọng của than có thể lên tới 150 kg. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi clip này, và nếu như quý anh chị muốn hợp tác và phát triển kinh doanh cùng với Bung Sen Việt Nam thì xin hãy truy cập vào website này hoặc là gọi điện thoại vào địa chỉ hotline này để gặp bộ phận kinh doanh của Bung Sen Việt Nam. Vâng, một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại trong những clip lần sau.